nửa tiền thôi. Thủ công như làm đấy. Chú á, nói thật với chú bây giờ là con qua về nhà thì con đi bán chỗ này. Mình có điều kiện ở mình về. Giờ mình có cái thuê đàn con. Chúng tôi thuê đàn con, chú lấy một đống tiền. Thì chú làm bán hàng ngày chú vẫn sướng hơn chú đi vô Sài Gòn hay bươn chạy chứ.